Ecomax xin chào anh chị. Ecomax xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm máy hút bụi đến từ thương hiệu Electrolux với mã sản phẩm EC41-2DB. Sau đây em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Sản phẩm bên trên thì sẽ được phủ một lớp cát tông để tránh va đập trong lúc vận chuyển. Tiếp theo là đầu hút sàn được bao bọc bởi một lớp ni lông và một ống lối dài cũng được bao bọc bởi một lớp ni lông, kèm theo là đầu hút rèm và đầu hút khe. Và sách hướng dẫn sử dụng cộng với cả phiếu bảo hành. Ống hút máy sẽ được bao bọc bởi một lớp ni lông để chống chảy xước. Đây là hộp chứa bụi ạ. Dây nút công tắc bật nguồn và nút cơ để tùy chỉnh tốc độ. Dây sẽ dài khoảng 5 mét, có thể tự động. Để đặt mua sản phẩm hoặc để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với số hotline trên. Trân trọng cảm ơn.